Tử vi thứ 6 ngày 7 tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ 6 ngày 7 tháng 4 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương là thời điểm thích hợp để tạo hoặc nuôi dưỡng các kết nối cảm xúc công việc của bạn đang chịu ảnh hưởng khá nhiều từ cảm xúc bạn làm việc với tâm trạng như người trên mây cuộc sống này vốn ngắn ngủi nên bạn đừng quá bận tâm quá nhiều đến lời có của người khác nhé bạch dương đang tập trung vào gia đình bạn bè nhiều hơn mọi ngày bạn biết cách nuôi dưỡng người khác và cả chính bản thân mình sự ấm áp và tấm lòng rộng lượng được khai mở Chòm sao này có năng lực nổi trội hơn hẳn so với đồng nghiệp nên thời gian tới đây có khả năng sẽ được ưu ái tăng lương, có thưởng rất cao. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 10 và 55. 2. Cung Kim Ngưu Tử Vi ngày 7 tháng 4 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu khá áp lực, cảm thấy trên vai mang nhiều gánh nặng, khá cô đơn và mệt mỏi. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi. Cứ nỗ lực tìm hiểu, học hỏi từng chút một thì may mắn trong công việc sẽ về với bạn. Chòm sao này cảm thấy hơi tự ti, bị loại trừ hoặc cô đơn. Bạn hay so sánh mình với người ấy nên khá buồn lạc lõng và sợ hãi. Bạn nên hiểu, muốn người ta yêu mình thì bạn phải tôn trọng bản thân mình trước đã. Tiền bạc của bạn sẽ không đến nỗi tệ nhưng hình như bạn đang sắp phải chi tiền lớn. Dù thử thách mà bạn sắp phải đối đầu có là gì đi chăng nữa, bạn sẽ không sợ hãi hay lùi bước. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 23 và 66. 3. Cung song tử song tử có thể phản ứng thái quá và thiếu kiên nhẫn với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Thứ sáu này chính là thời điểm tạo động lực cho bản thân. Đầu cứ nhất thiết là ngày cuối tuần thì mới có động lực. Dù ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần bạn có ý chí thì công việc sẽ phát triển. Tròm sao này có vẻ như hơi nóng nảy và dễ nổi cọ với những người xung quanh. Hôm nay bạn muốn ở một mình, không thích bất cứ ai tham gia quá sâu vào cuộc sống của mình. Tình hình tài chính của chòm sao này so với hôm trước có dấu hiệu khá hơn một chút nhưng vẫn chưa ở mức mà bạn kỳ vọng. Con số may mắn của song từ ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 23 và 66. 4 cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải thức tỉnh sau ngày dài ủ rũ mệt mỏi, bạn có một tâm hồn nhạy bén và tinh ý, đi làm không tập trung, đi học cũng như vậy. Tâm hồn của bạn như đang treo ngược cành cây, khá mộng mơ. Những bạn yêu văn học, thích nghệ thuật, làm công việc viết lách hoặc tâm linh sẽ gặp thuận lợi. Chòm sao này này nếu đi đến đâu cũng được chú ý, săn đón vì vẻ ngoài dễ thương, dịu dàng cách bạn thể hiện ra bên ngoài luôn khiến người khác cảm thấy bạn cần được trở che và yêu thương. Cung hoàng đạo này đang phải còng lưng xây dựng những mối quan hệ xã hội. Bạn biết rằng đó là một trong những quy trình không thể thiếu nếu bạn muốn giàu. Tiền vào túi đâu dễ như người ta vẫn tưởng. Con số may mắn của cự giải ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 45 và 88. Nam, cùng sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử nhạy cảm với những gì người khác nghĩ về mình, bạn không thích người khác nhìn lén bạn rồi chỉ trỏ nói linh tinh. Chòm sao này nên làm việc rất nhanh nhẹn và cũng không cần bất cứ ai trợ giúp. Tự lực cánh sinh từ đầu đến cuối nên không ai ăn hiếp được leo, ai dám bắt nạt chòm sao này thì sai lầm rồi đó. Các quyết định mà bạn đưa ra liên quan đến tình cảm sẽ không đúng đâu, đừng nóng vội. Vì vậy bạn hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì sẽ cải thiện được các mối quan hệ. Về phương diện tài chính, bạn đang nỗ lực từng ngày để tích góp tiền đi du lịch hoặc nghỉ ngơi. Thời gian này đã quá mệt mỏi nên leo muốn cố gắng để bản thân được an nhàn một chút. Con số may mắn của sư tử ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 10 và 21. 6. cung sử nữ tử vi phương tây cho thấy sử nữ khá dễ tính cởi mở với những ý tưởng mới và bớt soi xét cung hoàng đạo này rất chịu khó làm việc và tiếp thu những kiến thức mới để công việc tiến bộ ngày hôm nay bạn làm việc rất hiệu quả và giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn có vẻ như chòm sao này sẽ không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì ở đối phương thậm chí còn sẵn sàng cho đi mọi thứ chỉ cần dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất là đủ chính là phương châm trong tình yêu của sử. Cung hoàng đạo này là một người vô cùng phóng khoáng và không chấp nhạt. Vì thế mà bạn luôn nhận được những điều tốt đẹp hơn người khác, bạn được mọi người nể, hôm nay không chừng có người trả nợ. Con số may mắn của sử nữ ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 11 và 21. bảy công thiên bình thiên bình khá quyết đoán làm việc gì cũng nhanh nhẹn và thiết thực chòm sao này làm việc nhanh chóng tiến bộ nhanh chóng được cấp trên khen ngợi đi học tiếp thu bài cũng nhanh trông có vẻ ham chơi nhưng thực ra trong đầu đã lĩnh hội được kiến thức rồi công hoàng đạo này đang cảm thấy hài lòng và đúng đắn khi quyết định tập trung vào công việc thay vì yêu đương bởi vì chỉ khi lo được cho bản thân trước thì mới có thể nghĩ đến người khác Tài khoản tiết kiệm của chòm sao này đã không có nhiều rồi. Bạn lại phải lấy toàn bộ số tiền đó để gửi về gia đình vì một số vấn đề, vì thế mà hiện tại bạn lại quay về vạch xuất phát. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 13 và 77. 8 cùng bọ cặp bọ cặp gặp khúc mắc cứ mạnh dạn đưa ra vấn đề để mọi người xung quanh còn giúp bạn nhé. Đây chính là thời điểm tốt để hợp tác với một người nào đó để đưa ra ý tưởng. Giải quyết vấn đề hoặc lắng nghe nhau. Cáp Nhi sẽ nhận được khá nhiều sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Cung hoàng đạo này cảm thấy không vui khi chuyện tình cảm gặp phải trục trặc bạn và người ấy cãi vã xung đột liên tục mà không tìm được tiếng nói chung hài hòa giữa hai người dường như bạn và người ấy đang không có sự thấu hiểu nhau chòm sao này mới chỉ vừa mới nhận lương và thưởng thôi nhưng đã chi tiêu một khoản rất lớn vào mỹ phẩm và đồ dùng trong phòng đây là những thứ thiết yếu không mua thì không được nhưng đừng chi tiền vào mấy món đắt đỏ nhé con số may mắn của bọ cạp ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 32 và 68. Chín, công nhân mã nhân mã cần phải cẩn thận hơn, không được vội vàng hoặc sơ sài trong tất cả mọi việc. Để ý xem có bỏ lỡ các mục tiêu, dự án, trách nhiệm hoặc cam kết không nhé bạn phải tỉ mỉ một chút thì công việc mới suôn sẻ được thứ sáu này bạn sẽ có thể nhận được lời nhờ và từ người khác hãy giúp họ nếu có thể nhé điều này không chỉ giúp vấn đề được giải quyết nhanh hơn mà tình cảm cũng ấm áp hơn đôi bên cùng tương trợ nhau không cô đơn lo buồn nữa bạn nên có một cái đầu lạnh là rất quan trọng những vấn đề bạn gặp phải dường như không thể giải quyết, đôi khi tiền bạc là thứ khiến bạn đau đầu nhất chứ không phải là tình yêu. Con số may mắn của nhân mã ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 23 và 65. 10. Cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma Kết nên hãy cứ sống theo cách mình muốn, tiến về phía trước và đừng sợ hãi gì cả bạn sẽ có nhiều cơ hội khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác hãy tự tin thể hiện năng lực cá tính và ưu điểm của mình chủ động lên tiếng khi giao lưu hội họp nhất định sẽ được tán thưởng về phương diện tình cảm của bạn đang đến nó đồng nghĩa với việc có không ít người đang theo đuổi bạn vận may tình duyên đang nở nộ nếu không sử dụng thì phí quá Ngày thứ sáu này bạn không nên cho người khác vay tiền và phải bảo quản tư trang, tài sản cá nhân kỹ một chút. Nay là ngày mà đồ đạc có thể bị hỏng. Tiền bạc dễ bị thất thoát. Con số may mắn của Market ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 56 và 88. 11 Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình quá cảnh nên có tính cách khá trẻ con, đơn giản và thích nũng nịu người khác. Cung Hoàng đạo này cảm thấy rất vui và tự hào về những gì mình đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Kết quả đã chứng minh được năng lực của bạn với mọi người xung quanh. Để làm mới tình yêu của mình, Bảo bảo cần cố gắng hiểu và kết hợp mong muốn, cảm xúc của cả hai thay vì chỉ chú ý đến những gì bản thân thấy thích thú nhé. Có vẻ như chòm sao này đang khá hài lòng với chuyện tiền nong nhưng nên cân nhắc những yêu và nhược điểm khi cho bạn bè mượn tiền. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 7 tháng 4 năm 2023 là 23 và 66. 12. Cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư rất tỏa sáng, năng lượng từ bạn tỏa ra khiến mọi người không thể ngó lơ. Chòm sao này đang trở nên khá lý trí, biết kiểm soát tham vọng của mình. Biết đâu là điều mình cần và cái gì tốt cho mình. Dù tiến chậm nhưng chắc chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng nếu như ngày thường bạn hay chọn cách im lặng nên một khi đã nổi nóng thì có thể nói ra những lời không hay khiến người khác vô cùng khó chịu đây cũng là nguyên nhân chính gây ra mâu thuẫn giữa hai người tài vận của ngư không có tiến triển cho lắm bản mệnh nên nhớ quá dựa dẫm vào mức lương hiện tại sẽ khiến bạn trở nên thụ động và không chịu tiến bước